Rồi, giao lưu với anh em một gốc mai lùng lực cổ thụ anh em ơi. Cây bộ đế là VIP luôn anh em nha. Bộ đế là phải 28 giờ luôn chứ không phải 24 anh em ơi. Cây cực kỳ là lùng lực luôn anh em. Chi chốt rất là nhỏ luôn nha, chi chốt rất nhỏ. Rồi, cho thông số luôn con. Rồi, hoành 50. Rồi, chiều cao của cây luôn. Chiều cao là 31, cực kỳ là lùng lực luôn em ơi. Chiều cao 31 cực kỳ là lùng lực luôn em nha. Cực kỳ lùng lực luôn. 46. Rồi, bầu đường kính bầu là 46. Rồi, anh em về dây chậu 60 độ ok anh em ơi. Rồi, quay một vòng con. Chi rất là nhỏ nha anh em, chi rất là nhỏ luôn. Bộ đế là VIP luôn anh em. Bộ đế là cực kỳ VIP luôn em ơi. Một củ, nó là một củ chốt đọt anh em nha. Rồi, mặt này là bên đây là có đoạn lửa anh em. Nước đang động đây chắc chắn là không yên tâm anh em, rất là nhỏ, cái đụng lửa rất là nhỏ, có thể mình phá được anh em nha. Nhưng mà da nó đã bao rồi, anh em để gì cây vô cây già hơn thôi. Nói chung là lửa của mai núi mai rừng thì rất là chắc. Nè, bộ đế anh em, đây bộ đế tổng quan luôn, mình đếm cho anh em luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 đế lớn nhỏ anh em ơi. Bộ đế là quất rất là quyết luôn, đế đều luôn. Đó, quay vòng luôn. Để quý anh em, dưới đây là còn cái rễ anh em nha, dưới đây còn cái rễ mà chưa môi anh em nha. Dưới đây còn cái rễ nè, mà tới để cám nên chưa sôi. Đó, tới để cám nên mình chưa sôi anh em nha. Đó, hành 50, cây cao là 31. Đó, lùng lực chuẩn luôn. Đúng chuẩn lùng lực luôn anh em, chuẩn lùng lực luôn. Rồi. Rồi để quay một vòng nó xuống cây luôn. Đó, cây là hiện tại là 5 chi anh em nha, rất là nhỏ. Chi chỉ bằng to hơn ngón tay cái thôi, chi cực kỳ là nhỏ luôn. Rất là nhỏ, rất nhỏ. Đây, một củ giót bút măng luôn anh em ơi, một củ giót nha anh em. Cái này hàng rất là hiếm anh em ơi. Anh em về chơi để chuyên tết tối nay ghép vô là chơi tết là ok, chuẩn luôn anh em. Cây này bao sống cho anh em chơi nha, anh em chơi vô tư, bỏ tiền ra chơi là mai rừng này khỏi sợ mất. Cái này là cũng như mai nhà thôi, đánh cái bầu rất là kỹ. Thứ hai nữa là đây bộ đế rất là đẹp. Nếu mà đồng sao đồng thông số nhau thì mai rừng sẽ già hơn mai nhà rất là nhiều, tại vì do là điều kiện khí hậu sống tự nhiên ngoài thì cây rất là già. Bây giờ anh em thấy hoành 50 thôi mà bộ đế khủng khiếp lắm anh em. Hoành 50 bộ đế khủng khiếp nè, rễ cám nè anh em thấy không? Đây nè, đây rễ cám nè, đó cộng rễ cám nè, rất là nhiều. Bởi vì sao bầu riêng nó lợi hại, cái đó là bầu riêng xong mình khoảng 10 ngày là mình ghép luôn, là cuối năm là mình có chơi luôn anh em. Nó anh em không bao giờ bị động vốn, không bị chôn vốn đối với những anh em mà kinh doanh về mai vàng đó. Cây mà cây nè anh em thấy không, nở bệnh nở anh em, nó bệnh nở nè, u nần như anh em đó, bệnh nở u nần là lùng lực như nè đó. Rồi sao mà đổ được cái này anh em, cái này lời là quan trọng mình lời bao nhiêu thôi chứ đó. Chi chốt là anh em thấy không, dốc bút măng nè đế mình mang quá VIP luôn em, cực kỳ luôn. Hoành 50 lùng lực, chuẩn lùng lực luôn em đó. Chi chốt rất là nhỏ anh em ơi, chi chốt rất là nhỏ anh em. Nó to người ta cái xíu thôi anh em. Đó. Chi chốt rất là nhỏ anh em nha. Đó. Quá VIP anh em. Rồi, mình xin được kết thúc clip đây. Chân thành cảm ơn anh em.